Chào các bạn đã trở lại cái video học tiếng Anh của chúng ta. Trước khi đi vào bài, tôi nhắc lại cho các bạn sơ qua về cái sở hữu tính từ và sở hữu đại từ. Chúng ta hãy nhìn lên cột 1. My, your, his, her, its, our, your và their. Đây là sở hữu tính từ. Và mine, yours, his, hers, its, ours, yours and theirs là sở hữu đại từ. Bây giờ chúng tôi nhắc lại cho các bạn cách dùng của sở hữu đại từ và sở hữu tính từ trước khi chúng ta vào cái mẫu câu chính thức nhé. Chúng ta hãy xem cái ví dụ số 1. This is my car and that's hers. And that's her. Ở đây chúng ta có từ my là sở hữu tính từ. Cái cột này các bạn. My, sở hữu tính từ. Khi chúng ta dùng sở hữu tính từ thì đi sau nó là một danh từ. Đây là xe hơi của tôi. Chúng ta thấy danh từ xuất hiện phía sau đó. And that's hers. Và kia là của cô ta. Tức là và kia là xe hơi của cô ta. Câu này nói là đây là xe hơi của tôi và kia là xe hơi của cô ta. Của cô ta này là chữ này các bạn, sở hữu đại từ. Khi chúng ta sử dụng sở hữu đại từ thì phía sau nó không có danh từ đi theo. Và chúng ta hiểu ngầm ở đây là her car, her car. Như vậy, sự khác biệt giữa sở hữu tính từ và sở hữu đại từ là sở hữu tính từ có danh từ đi phía sau. Còn sở hữu đại từ không có danh từ đi phía sau. Và chúng ta viết như thế này nó gọn hơn. Chúng ta cũng có thể viết sử dụng sở hữu tính từ bằng cách như thế này là this is my car and that's her car. Cũng được, không sao. Nhưng mà chúng ta viết như thế này nó gọn hơn các bạn. Không? Bây giờ chúng ta hãy xem cái ví dụ số 2. I found this camera. Tôi đã tìm thấy cái máy chụp hình này. Is it yours? Nó có phải là máy chụp hình của anh không? Chữ your đây là chữ your này các bạn. Your này. Sở hữu. Đại từ, sở hữu đại từ. Thay vì chúng ta nói là I found this car, is it your camera? Thì chúng ta có thể dùng cái chữ your này. Thì đi sau nó là một cái kèm theo có chữ camera nữa. Thì I found this camera, is it your camera? Chúng ta viết như vậy cũng không sao cả. Nhưng mà nó dài dòng hơn, chúng ta dùng cái chữ sở hữu đại từ là chữ này. Thì bởi vì cái vật phía trước đó đã được đề cập rồi, chúng ta hiểu is it yours, nó có phải là cái camera của anh không, thì chúng ta hiểu ở đây là chữ yours, your camera. Như vậy is it yours là chữ your này là sở hữu đại từ, sau nó không có danh từ bởi vì phía trước này đã được đề cập rồi, thì chúng ta vẫn hiểu đó là your camera. Như vậy chúng tôi đã nhắc lại cho các bạn để nắm lại cái sở hữu đại từ và sở hữu tính từ. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái mẫu câu chính thức của chúng ta ngày hôm nay nhé. Nó xuất hiện cái sở hữu tính từ và sở hữu đại từ. Và đây là cái bài đấu thoại của chúng ta ngày hôm nay nha các bạn. Nó xuất hiện cái sở hữu đại từ. Sở hữu đại từ. Chúng ta hãy xem cái lời đấu thoại. I just found this watch. Chúng ta có động từ find. Find. Quá khứ nó là found. Đây là động từ bất quy tắc các bạn. To find. Found. Có nghĩa là tìm thấy. Phát hiện ra. I just found this watch. Tôi vừa tìm thấy. Just đây là vừa các bạn. Tôi vừa tìm thấy cái đồng hồ này. Is it yours? Nó có phải là cái đồng hồ của anh không? Của bạn không? Của chị không? Nhưng mà chữ yours đây là sở hữu đại từ. Thay vì chúng ta nói is it your watch? Your watch, chúng ta sử dụng cái sở hữu tính từ your watch. Thì chúng ta sử dụng is it yours? Nó có phải là của bạn không? Của anh không? Của chị không? Chữ yours đây là sở hữu đại từ. Chúng ta có thể viết is it your watch cũng được, không sao cả. Nhưng mà chúng ta dùng như thế này ngắn gọn, sở hữu đại từ ngắn gọn hơn. Bởi vì cái vật được đề cập phía trước này rồi, this watch, cái đồng hồ này. Tôi vừa tìm thấy cái đồng hồ này, nó có phải là của anh không? Như vậy chúng ta dùng cái sở hữu đại từ ở đây nó ngắn gọn hơn. Bây giờ chúng ta xem cái người B nó nhé.
No, it isn't mine. Mine đây là của tôi. Không, nó không phải là của tôi đâu. Thay vì chúng ta nói là No, it isn't my watch. My watch, chúng ta dùng chữ này các bạn. Không, nó không phải là cái đồng hồ của tôi đâu. Chúng ta nói là No, it isn't my watch. Thì chúng ta dùng No, it isn't mine. Nó không phải là của tôi. Ta dùng như thế này, nó ngắn gọn hơn các bạn. Và đây là chữ mine này. Đây là sở hữu đại từ. Sở hữu đại từ. Đi sau nó không có danh từ. Như vậy thì người B nói là No, it isn't mine. Không, nó không phải là của tôi đâu. Tức là nó không phải là cái đồng hồ của tôi đâu. But it might be Fred's. Nó có thể, nhưng mà nó có thể là cái đồng hồ của Fred đó. Chúng ta có từ might. Might đây là có thể. Might be. Might be. Động sự đi sau cái chữ might này chứ về nguyên mẫu các bạn. But it might be Fred. Fred. Fred phải S. Watch. Cái đồng hồ của Fred. Của Fred. Thì chúng ta viết như thế này. Nhưng mà khi ở dạng viết nó ngắn gọn thì chúng ta có thể viết như thế này. Mà người ta vẫn hiểu gọi là Fred's watch. Đây là hình thức rút gọn của khi chúng ta kêu cái vật sở hữu của một người nào đó bằng cái tên trực tiếp của họ. Thì chúng ta có thể viết như thế này. Fred's. Tức là Fred's watch. But it might be Fred's. Thay vì chúng ta nói But it might be Fred's watch. Thì chúng ta viết ngắn gọn lại như thế này. Viết cái này ngắn gọn lại như thế này các bạn. Thì người ta vẫn hiểu. Của ai? Của Fred. Nhưng nó có thể là của Fred đó. He lost his. Chúng ta có động từ to lose. Lose. Quá khứ là lost. Lost. Bất quy tắc các bạn. Quá khứ. He lost his. Chỉ his đây là sở hữu đại từ luôn. Tức là he lost his watch. Nếu chúng ta sử dụng sở hữu tính từ thì chúng ta dùng he lost his watch. Nhưng mà ở đây his đây là sở hữu đại từ. Bởi phía trước này đã đề cập rồi các bạn. Thì chúng ta viết như này. Nó ngắn gọn hơn. Anh ta đã làm mất nó. Mất nó là mất cái gì? Mất chiếc đồng hồ đó. Anh ta đã làm mất chiếc đồng hồ của anh ta. A few days ago. Một vài ngày cách đây. Như vậy anh ta đã đánh mất, đã làm mất nó một vài ngày cách đây. Như vậy chữ his, rồi chữ yours, rồi chữ mine là sở hữu đại từ hết các bạn. Bởi vì cái vật phía trước này nó được đề cập rồi thì chúng ta có thể viết như thế này nó ngắn gọn. Tôi nhắc lại một lần nữa, nếu các bạn quên sở hữu đại từ thì các bạn coi cái bản mà trước đây chúng tôi đã cung cấp cho các bạn trong cái video trước đây thôi nha. Để chúng ta có thể nhớ lại và có thể sử dụng nó. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục. Người A nói thanks, cảm ơn nhé. I call him right away. I call. Chúng ta có động từ to call là gọi các bạn, gọi điện. Cảm ơn nhé, tôi sẽ gọi điện cho anh ta ngay bây giờ đây. Tức là để anh ta đến nhận cái đồng hồ đó. Bây giờ tôi sẽ nhắc lại cho các bạn cái bài đối thoại này. I just found this watch. Is it yours? Tôi vừa mới phát hiện cái đồng hồ này. Tôi vừa mới tìm thấy cái đồng hồ này. Nó có phải là của anh không? No, it isn't mine. Không, nó không phải là của tôi đâu. But it might be Fred's. Nhưng nó có thể là của Fred đó. He lost his a few days ago. Anh ta đã làm mất nó cách đây mấy hôm, mấy ngày. Thanks. Cảm ơn nhé. I'll call him right away. Cảm ơn. Tôi sẽ gọi điện cho anh ta ngay bây giờ đây. Và bây giờ, trước khi đi vào tập nói bằng cách sử dụng sở hữu đại từ, chúng ta hãy nhắc lại theo tôi cái mẫu câu này nhé. I just found this watch. Is it yours? Chúng ta có thể đọc nối chỗ này nhé các bạn. Is it yours? No, it isn't. Đọc nối chỗ này luôn. No, it isn't. It isn't. No, it isn't mine. Không, nó không phải là của tôi. But it might be fresh. But it might be fresh. He lost his a few days ago. A few days ago. Đọc nối qua luôn. Days ago. A few days ago. Thanks. I'll call him right away. Right away. Đọc chữ tờ này nối qua chữ A luôn. Right away. Right away.
Nhưng mà chúng ta nhắc lại một lần nữa nhé. I just found this watch. Is it yours? No, it isn't mine. But it might be Fred's. He lost his a few days ago. Thanks. I'll call him right away. Một lần nữa nha các bạn. Trôi chảy hơn. I just found this watch. Is it yours? No, it isn't mine. But it might be Fred's. He lost his a few days ago. Thanks. I'll call him right away. Và bây giờ các bạn hãy nhìn lên những cái tình huống chúng tôi gợi ý cho các bạn để sử dụng với cái đại từ sở hữu nhé. Chúng ta hãy xem câu số 1. Umbrellas, Susan. Tức là nói theo mẫu câu như thế này các bạn. Tôi vừa mới tìm thấy cái dù này. Nó có phải là của bạn không? Người B trả lời. Không, nó không phải là của tôi. Có thể đó là của Susan đó. Cô ta đã làm mất cái dù của cô ta. Tức là cô ta đã làm mất nó. Cách đây vài hôm. Cảm ơn nhé. Tôi sẽ gọi cho cô ta ngay bây giờ đây. Chúng ta sẽ tái tạo lại cái bài đối thoại giống như thế. Tiếp theo, cái tình huống số 2 là briefcase, là cái vali các bạn. Briefcase của Jones. Và tiếp theo là pocketbook, là cái bóp đầm, là của Marius. Tình huống số 4 là wallet, là cái ví, cái bóp dành cho nam các bạn. Wallet là cái ví, cái bóp của George. Tiếp theo, camera là cái máy chụp hình, máy quay phim. Mr. and Mrs. Green, nó là của ông và bà Prince. Ông và bà Prince. Và tình huống số 6 là notebook, là cuốn sổ ghi chép của Margaret. Và tình huống số 7 là ring. Ring là chiếc nhẫn các bạn, của Albert. Tiếp theo tình huống số 8, transistor radio, là radio nhỏ mà chúng ta thường nghe tin tức đó. Cái đó gọi là chiếc radio bán dẫn, tiếng Anh gọi là transistor radio, của Bobby và Billy. Và tình huống số 9 là address book, là cuốn sổ ghi chép cái địa chỉ, cuốn sổ ghi chép địa chỉ của Edwards. Và tình huống số 10 là sneakers, là cái đôi giày thể thao các bạn, sneakers của Helen's, của Helen. Và cuối cùng tình huống số 11 là glassy, là cái kính đeo mắt của Elizabeth. Bây giờ các bạn hãy nhắc lại theo tôi những cái tình huống này trước khi chúng ta đi vào nói theo mẫu câu. Câu số 1. Umbrellas. Umbrellas. Susan's. Susan's. Briefcase. Briefcase. John's. John's. Pocketbook. Pocketbook. Marius. Wallet. Wallet. George. George. Camera. Camera. Mr. and Mrs. Greens. Mr. and Mrs. Greens. Notebook. Notebook. Margaret. Ring. Ring. Unburst. Unburst. Transistor radio. Transistor radio. Bobby and Billy's. Address book. Address book. Edwards. Edwards. Sneakers. Sneakers. Helen's. Helen's. Glasses. Glasses. Elizabeth. Elizabeth. Chúng ta hãy xem cái tình huống số 1. Umbrellas. Susan. Susan.
Như vậy Susan sở hữu của Susan này là chúng ta dùng cái đại từ sở hữu, đại từ đấy là hers. Có thể là của Susan, của cô ấy là hers. Bởi vì Susan là tên nữ các bạn. John's, sở hữu đại từ của nó là his. Maria's, sở hữu đại từ của Maria, tên một người nữ này là hers. Tên số 4 là George, của George, đây là tên nam thì chúng ta dùng đại từ sở hữu đây là his. Tiếp theo cái tình huống số 5 là Mr. and Mrs. Green, đây là hai người thì chúng ta dùng là của họ nha các bạn, của họ là theirs, sở hữu đại từ của họ là theirs. Margaret là tên nữ thì chúng ta dùng hers. Albert là tên nam, chúng ta dùng his. Và số 8 là Bobby và Billy là hai người thì chúng ta dùng là của họ, của chúng nó là theirs. Edward là tên nam, chúng ta dùng his. Helen là tên nữ, chúng ta dùng hers. Và Elizabeth là tên nữ, chúng ta dùng hers luôn nhé các bạn. Bây giờ tôi sẽ làm mẫu cho các bạn cái câu số 2. Tôi vừa mới tìm thấy cái vali này, nó có phải là của bạn không? Thì chúng ta sẽ nói như thế này. I just found this briefcase. Is it yours? Người kia trả lời, không, nó không phải là của tôi đâu. Thì chúng ta sẽ nói là, no, it isn't mine. Nhưng nó có thể là của John đó. But it might be John's. Anh ta đã làm mất nó cách đây vài hôm. Thì chúng ta sẽ nói là, he lost his a few days ago. Cảm ơn nhé. Tôi sẽ gọi cho anh ta ngay bây giờ đây. Thanks. I'll call him right away. Bây giờ chúng ta xem cái tình huống số 10. Sneakers, đôi giày thể thao của Helen. Như vậy cái đôi giày thể thao, đôi giày nó có hai chiếc, nó là số nhiều. Thì chúng ta không thể dùng chữ is it yours nữa, mà chúng ta dùng are they yours. Các bạn lưu ý nhé. Bây giờ tôi sẽ làm mẫu cho các bạn cái câu số 10 này. I just found these. These là số nhiều của this nha các bạn. These. Như vậy I just found these sneakers. Nó có phải là của bạn không? Thì nó đây chúng ta không dùng chữ is it nữa, mà chúng ta dùng chữ are they. Are they là số nhiều, ở dạng số nhiều nha các bạn. Are they yours? Như vậy, tôi nhắc lại cái tình huống này. Như vậy, I just found these sneakers. Are they yours? No, they aren't mine. They, tức là they are not mine đó. Nó không phải là của tôi, bởi vì cái số nhiều nha. But they might be Helen's. Tiếp theo. She lost hers a few days ago. Thanks. I'll call her right away. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành nói theo bài đối thoại với tình huống số 1 nha các bạn. I just found this umbrella. Is it yours? No, it isn't mine. But it might be Susan's. She lost hers a few days ago. Thanks. I called her right away. Tình huống số 2 nha các bạn. I just found this briefcase. Is it yours? No, it isn't mine. But it might be John's. He lost his a few days ago. Thanks. I'd call him right away. Tình huống số 3 nha các bạn. I just found this pocketbook. Is it yours? No, it isn't mine. But it might be Maria's. She lost hers a few days ago. Thanks. I'd call her right away. Tình huống số 4 nha các bạn. I just found this wallet.
Is it yours? No, it isn't mine. But it might be George. He lost his a few days ago. Thanks. I'll call him right away. Tiếp theo, câu số 5 nha các bạn. I just found this camera. Is it yours? No, it isn't mine. But it might be Mr. and Mrs. Green's. They lost theirs a few days ago. Thanks. I'll call them right away. Và tiếp theo là tình huống số 6 nha các bạn. I just found this notebook. Is it yours? No, it isn't mine. But it might be Margaret's. She lost hers a few days ago. Thanks. I recall her right away. Tình huống số 7 nha các bạn. I just found this screen. Is it yours? No, it isn't mine. But it might be Albert's. He lost his a few days ago. Thanks. I recall him right away. Tình huống số 8 nha các bạn. I just found this transistor radio. Is it yours? No, it isn't mine. But it might be Bobby and Billy's. They lost theirs a few days ago. Thanks. I record them right away. Tình huống số 9 nha các bạn. I just found this address book. Is it yours? No, it isn't mine. But it might be Edward's. He lost his a few days ago. Thanks. I recall him right away. Và tình huống số 10. I just found these sneakers. Are they yours? No, they aren't mine. But they might be Helen's. She lost hers a few days ago. Thanks. I recall her right away. Và tiếp theo là tình huống cuối cùng. Classy cũng là cái đồ vật ở dạng số nhiều nữa. Chúng ta cũng để ý ở dạng đại từ được sử dụng ở đây nhé. Chúng ta lắng nghe. I just found these classy. Are they yours? No, they aren't mine. But they might be Elizabeth's. She lost hers a few days ago. Thanks. I'll call her right away. Như vậy vừa rồi, các bạn cùng với chúng tôi đã thực tập cái bài đối thoại. Các bạn có thể mở cái video làm nhiều lần để theo dõi cái bài học của chúng tôi ngày hôm nay. Bởi vì như tôi đã nói là nó có dễ bị lộn khi chúng ta nói trong những cái tình huống nó có sự thay đổi. Cái bài học của chúng ta hôm nay tạm dừng ở đây nhé. Thân ái chào các bạn và hẹn các bạn ở cái video tiếp theo.